Merry Christmas, boys and girls. Rồi, anh Phi chào các bạn. Sáng nay anh Phi sẽ có một cái đơn hàng giao cho chị Vi ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, trong cái gói giao nhanh 240 phút, là trong vòng 4 tiếng đồng hồ đó các bạn. Trước mặt các bạn đó chính là một con người nhện trượt ván nhé. Con người nhện này sẽ sử dụng cái pin sạc 3.7V nằm ở trong này. Qua cái quá trình trôi nhanh khi nãy anh Phi có làm cho các bạn xem, thì các bạn biết rằng ở trong này nó sẽ có một cái viên pin sạc. Còn đây là cáp sạc sử dụng cốc sạc của dòng điện thoại Android, hoặc các bạn có thể cắm vào máy vi tính hoặc là từ các cái cục sạc dự phòng. Và đây là tay điều khiển. Trên tay điều khiển này thì nó có hai cái nút này, là để chạy tới nè, chạy lui nè. Còn các bạn muốn xoay vòng vòng thì các bạn bấm xoay ngược chiều là nó sẽ xoay vòng vòng. Còn ở chính giữa này nó sẽ có ba nút, nhưng thực tế nó chỉ có cái nút này là nút chức năng, là gọi là on off thôi. Các bạn bật on lên là để các bạn chơi ha. Là tay điều khiển nó sẽ sáng đèn, các bạn nhấn cái nữa nó sẽ off nhé. Các bạn lưu ý cái nút này, khi các bạn về nhà các bạn mở on cái sản phẩm lên rồi các bạn bấm, nó không chạy, các bạn nghĩ là sản phẩm hư, không phải đâu, nó còn cái nút on off ngay đây, bấm đây. Thì khi các bạn bấm hai nút tới thì nó sẽ chạy tới, hai nút lùi nó sẽ chạy lùi, các bạn thấy không? Đơn giản chưa? Khi mà chạy mà các bạn hết pin thì các bạn cứ lấy pin ra các bạn sạc nhé. Thời gian sạc của cục pin này thường là khoảng 2 tiếng đồng hồ, với những cái cục sạc như thế này của dòng điện thoại Samsung hoặc là những cái dòng điện thoại Android nói chung nhé các bạn. Rồi, tới đây thì anh Phi cũng đã xong cái đơn hàng của mình sáng nay rồi. Và bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.